Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với chiếc thang máy kỳ diệu của Mr. V. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với cả một vlog tiếp theo. Các bạn biết vlog gì không? Không biết một hay hai con báo nữa, nhưng mà hôm nay báo đến nhà các bạn. Báo lại đến, không ngoài dự đoán, báo đến rồi các bạn. Báo chỉ cần biết địa chỉ thôi và được đến thôi là báo sẽ gọi là đến tận nơi các bạn ạ. Và mình cùng dắt các bạn đến xem con báo đấy là như thế nào nha các bạn. Ở trên kênh mình có đăng video gọi là ba con báo. Đấy, ba con báo rất là cute đã đến gọi là thăm mình. Thăm ba anh đẹp trai của Hero Team. Đấy, thì hôm nay anh đẹp trai Mr. Vịt sẽ đón thêm một con báo cực kỳ xinh gái nữa, rất là dã man luôn các bạn. Mình cũng chưa biết là bà này bà ấy ôm đồm cái gì tới nữa. Dạ chào các cụ ạ. Sao lần này em không gặp anh vậy ta? Dạ em chào các cụ ạ. Em chào cụ ạ. Dạ chào các cụ. Các cụ đến lâu chưa ạ? Các cụ đi dép luôn chạy xuống hầm đấy ạ. Đi dép chạy xuống hầm nhanh lẹ. Hả? Quà gì? Có quà các cụ ạ. À? Hôm nay đến là có quà, là đến có quà tôi khổ lắm. Dạ anh. Con nào? Anh cầm phụ đi. Con phải cầm phụ nữa nhiều lắm hả? Cái gì trời? What this? À sen đá. Mấy hôm bạn đây là bạn Thanh Trúc. Hay còn gọi là Trúc trộm chó. Bạn Thanh Trúc này bạn ấy cứ nhắn tin hỏi mình là anh có thích sen đá không? Mình cứ bảo sao cái đá nào ấy? Sao cái đá gì đó thì hóa ra là sen đá. Anh cầm cái này đi. Đó, cầm đi. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Rồi, bây giờ các bạn đi dép cho. Đi dép cho, từ từ đây để mình lấy cái dép đã, đây mình dẫn các bạn đi. Khổ quá, bây giờ đi vào trong Hero Team thì phải đi hơi cực các bạn ạ. Thực ra mấy thanh niên này là mấy thanh niên fan gọi là super cứng của Hero Team. Nên là cũng qua bên Trung Cư bên mình chơi nhiều lần rồi. Ở trước mình bên Bình Tân là cũng qua mấy lần rồi, chứ không phải là cứ các bạn qua nhà là bọn mình sẽ đưa vào trong nhà đâu. Nên là các bạn đừng hiểu nhầm nha. Mấy thanh niên này, mấy thanh niên gọi là super cứng và được gọi là có giấy xác nhận dấu tích xanh đầy đủ. Nên là mình tiếp nó hơi cực xíu các bạn ạ. Bởi vì mỗi lần nó qua nó sẽ mang như này bạn ạ. Nó giống kiểu bây giờ nó không phải là fan nữa, nó cũng không phải là quạt bạn, mà nó lên level gọi là báo, qua báo. Nó chuẩn bị cầm điện thoại lên, xong nó quay 1.800 cái clip, xong nó về nó up story, nó edit cắp cắt giật hai ảnh. Thề, hứa với bạn luôn. Dạ em chào các cụ. Dạ mời các cụ vào. Mình thì mình chỉ chịu trách nhiệm với một cụ Trúc trộm chó thôi. Không, em nhắn Phong rồi. Phong kêu là qua điện anh, xong em điện 10 cuộc, anh ngủ. Anh có ngủ đâu? Anh Phong. Anh Phong hả? Anh Phong thì đấy là việc của anh Phong chứ. Chứ anh không chịu trách nhiệm nha. Ai tôi miễn trừ trách nhiệm nha. Vâng, đây mời các cụ ở trước. Vâng, chào các bạn. May quá hôm nay chỉ có hai cụ thôi, chứ còn hôm nay mà có ba cụ nữa là tôi hơi mệt. Bình thường bộ ba con báo là có những đứa nào? Hành Trúc. Trúc Như. Mai Phương. Thêm một con báo nữa rớt đâu rồi? Nay đi chụp hình Tết em. Nay chụp hình Tết. Đi sống ảo à? Ok. Thôi, cho cụ lên phòng tôi tá túc nha. Thôi, tí nữa cụ liên lạc được với cả người thân của cụ thì cụ xuống. Còn đây là Trúc trộm chó thì hú mình từ hồi mà mình còn chưa sang cái nhà mới nữa, mình còn chưa được ở trong cái nhà này đã hỏi em sang được chưa, vãi cả chúa thật. Cho đến khi mà tôi xong xuôi với các bạn và kiểu cái không gian nó vẫn còn đang gọi là đập phá tùm lum thì cụ Trúc tiếp tục nhắn là em sang được chưa. Xong bảo bây giờ sang có cái gì, bây giờ bẩn ơi là bẩn, từ cái hồi mà cả cái hành lang này toàn bàn thì cái cụ đã nhắn rồi. Bây giờ phòng tôi xong rồi mọi người ạ. Và chúng tôi cũng ở đây được một thời gian rồi. Thôi hôm nay cụ ấy nhắn cho cụ sang. Nhưng mà được cái hôm nay Shop Hero cũng mới xong luôn. Mới dọn xong ngày hôm qua, ngày hôm nay mới mở cửa hàng ra. Còn chưa kịp làm cái biển Shop Hero nữa. Còn chưa kịp làm cái lễ động thổ hay là báo cáo thổ công là bọn con kinh doanh nữa. Mà cụ ấy đã sang trước cả làm lễ rồi. Vãi chúa thật. Thôi rồi, ưu tiên cụ. Vâng, chào mừng các cụ đến với cả Mr. Vịt World. Đây là nhà của tôi. Rồi cụ báo đi ạ. Vâng, đầu tiên là hôm nay cụ Trúc là tặng mình, đây là quà của cụ nào đây? Đây là của Thanh Trúc, Trúc trộm chó đúng không? Đây là một trái dưa hấu siêu bự. Ok bạn, cái trái dưa hấu siêu bự này thì thôi tí nữa tí mình ăn đi, thôi cứ để đây đã. Chúng mình chuẩn bị là chúng mình cùng nhau làm talk show nào. Nào hôm nay hai cụ vất vả mấy. Em để không chạy được không? Thì thôi, bây giờ cái mặt của mình thì cũng đầy ở trên internet rồi, còn bày đặt đeo khẩu trang ấy. Bây giờ lên search kiểu gì chả ra Trúc trộm chó với cả Trúc Như. Mà phải đeo khẩu trang nữa, bày đặt gọi là gì đấy, giấu mặt, bày đặt gọi là chưa lộ diện. Hôm nay các bạn qua thì thôi, mình tiện đường mình quay vlog, phải dạo này mình chăm đồ xuất. Cái gì mình cũng quay. Mình gọi là mình ăn cũng quay, mình đi chơi mình cũng quay, mình làm việc mình cũng quay, mình mở quà mình cũng quay. Mỗi tội là tắm đi toilet mình không dám quay đâu. Đấy, ok. Rồi, chào hai cụ. Mời hai cụ phát biểu lý do hôm nay tại hai cụ đường đột qua đây ạ. Rồng đến nhà tôm. Không biết sao qua đây luôn rồi. Hôm nay thứ nhất là hôm nay không phải là ngày cuối tuần. Hôm nay là thứ bảy, vẫn chưa phải là ngày cuối tuần nha. Mà bây giờ là phải đến chiều nay mới là cái ngày cuối tuần. Sao hai cụ lại được rảnh ạ? Cụ Trúc Như ạ. Hôm nay trường không có học.
Thật là trường không học không ạ hay là cụ trốn học ạ? Trường nghỉ Tết rồi anh ơi. Nhìn mặt cụ không được uy tín lắm nhưng thôi tạm tin. Còn cụ Thanh Trúc hôm nay không bán hàng cùng gia đình không ạ? À, mà sẽ qua đây ạ hay là tối mới bán? Chiều. À chiều mới bán ạ. Rồi ok. Cụ có thể giải thích cho em nghe vì sao cụ mang cho em trái dưa hấu. Có ai đi tặng trái dưa hấu? Ra sao em lại tặng anh trái dưa hấu? Vì em thích này. À ok. Biết thế mình thích trái sầu riêng các bạn ạ. Biết thế mình thích trái sầu riêng thì bạn ấy xách trái sầu riêng qua cho nó vip. Thôi em biết em thích sầu riêng mà, tại em không mua thôi. À bởi vì cụ Trúc sau một thời gian đi gọi là sang nhà mình chơi nhiều quá cụ ý hết tiền rồi. Cụ ấy nghèo. Cụ ấy lần nào qua là cụ Trúc cũng mang một đống đồ qua, nào là nước dừa, nào là khô gà, bây giờ cụ Trúc cũng nghèo rồi. Ai bảo cụ ấy máu cụ ấy donate hơi nhiều bây giờ cụ ấy còn mỗi trái nữa. Ok. Đây, cảm ơn. Quả dưa hấu này là quả dưa hấu rất là đặc biệt các bạn. Quả dưa hấu này quả dưa hấu của Thanh Trúc. Rồi cụ mang cái gì nữa qua cụ để nốt ra đây để cho em quay vlog cho cụ ạ. Đây, giới thiệu bạn. Đây là con bạn Trúc, bạn ý lần nào bạn ý qua bạn ý cũng sẽ bắt đầu kế hoạch qua chơi với mình bằng cách là bạn ý sẽ nhắn tin cho mình 1 tỷ câu hỏi. Anh ơi anh thích ăn gì không? Anh thích uống gì không? Anh thích cái gì nhất? Anh thích màu gì nhất? Đó, xong rồi hôm vừa rồi đặc biệt nhất đây bỏ cái này qua bên. Đây bạn đá. Rất đá luôn bạn. Anh thích cái gì nhất? Đó, anh thích đá không? Tôi xem đá không? Đấy, ok. Nhưng mà mình bảo mình chả nhớ mình đã red chưa nữa. Anh red rồi. Anh bảo xem đá hả? Cái anh chấp hỏi cái anh nói không. Xem đá là cái gì? Xem đá là cái gì? Cái anh nói hết uống nước dừa. Thế là em vẫn mang xem đá qua. Ok bạn. Thôi rồi, hai cái xem đá này thì mình sẽ để đây đi, tí mình chụp ảnh xong mình sẽ cho nó ra gia nhập với hội cây cảnh của mình ở ngay ngoài này. Tí sẽ cho Trúc xem. Rồi, tiếp theo nữa là... Ôi trời ơi! Đây là con mèo các bạn. Em có thể giải thích cho anh vì sao em tặng anh con mèo đúng không Trúc? Tại em thấy nó nên tặng anh. Mà con mèo này là con chữ Mirinda. Con mèo này là con mèo của Mirinda. Cái này là chắc cụ ấy ở nhà cụ uống Mirinda lòi họng rồi cụ mới được cái con này cũng mang đi cụ tặng. Ok. Rồi, tiếp theo, tôi hứa với các bạn là nếu mà nhà sản xuất Coco Sim nếu mà thấy được vô tình lướt được clip này trên mạng xã hội thì vui lòng tài trợ cho tôi nhiều nước dừa hơn để cụ Trúc đỡ phải mua. Cụ Trúc mua cho tôi 1 chai nước dừa bạn ạ và trung bình 1 tuần tôi tiêu thụ khoảng đâu đấy mấy chục chai nước dừa này. Tôi uống nước dừa thay nước lọc luôn các bạn. Tiếp theo nữa là kế hoạch vô béo vì trước Tết. Đó, dạo gần đây nếu mà các bạn không biết thì mình kể cho bạn nghe đấy là cameraman của mình em Sơn Tuyên Quang là toàn bộ bánh này, kẹo này, đồ ngọt này, tất cả mọi thứ là em Sơn bị mình dí cho ăn hết. Bởi vì mình không muốn gọi là gia tăng thêm lượng mỡ thừa để mình có thể có một cái thân hình body trước Tết để đẹp trong Tết và mập lên dần sau Tết. Thì hôm nay cụ Trúc mang qua 1 đống đồ ngọt, ok. Rồi tiếp theo nữa là cụ Trúc mang qua thêm một cái xúc xích, cái này thì tôi rất là hay ăn. Nếu mà Sơn biết, Sơn nhà Sơn biết thì tôi rất là hay ăn cái này, ok thank you. 2 cái. Cái thứ ba là trứng ạ. Tôi nghi là trong nhà tôi có gián điệp. Không thể nào mà bà Trúc bà biết được mà bà mua mấy cái này được. Không thể. Cameraman phản bội tôi anh em ơi. Có gián điệp không? Không thể nào mà cái Trúc nó mua cái này được. Anh có giờ anh nói với cái Trúc là anh thích ăn quả trứng ở trong siêu thị đâu? Không. Sao không có nói mà lần trước em xem like em thấy em mua. Anh nhớ là đợt em like dùm anh không? Ờ. Like bằng pháo bông đó. À. Ở đây tôi nghe rồi thôi vì anh mà anh mua rồi. Anh mua cho Sơn mà. Nhưng mà em thấy anh ăn anh còn nói anh thích ăn cái đó. À thế à? Cảm ơn cụ. 2 quả trứng các cụ. 2 quả trứng và 2 cây xúc xích. Cái món này thì tôi hay mua, thỉnh thoảng tôi ăn ké thôi chứ còn tôi cho Sơn ăn là chủ yếu bởi vì tôi rất thích ăn 2 cái này nhưng mà tôi sợ mập. Trứng tôi sợ mập nên tôi không ăn. Tiếp theo nữa là cái này không phải là cái kẹo mà siêu dài không? Đó, kẹo này là Sơn sẽ cắn 1 đầu. Đấy, tôi sẽ cho Sơn Tuyên Quang cắn 1 đầu và tôi cắn 1 đầu, 2 anh em cắn nó đến khi nào vào giữa. Trời ơi, tình cảm lãng mạn. Nhưng mà xin lỗi các bạn là kẹo này thì khả năng cao là lại em mua là chỉ béo Sơn thôi. Anh Vịt không dám ăn đâu. Bởi vì anh xin sợ mập nhưng mà thôi ok, mình sẽ ăn 1 đoạn ngắn còn lại là mình sẽ để cho Sơn Tuyên Quang ăn. Tiếp theo cái này là chắc chắn là đồ của Sơn ăn rồi. 2 kẹo ngô. Rồi, và tiếp theo nữa là Sơn quả này về quê phải tăng nhẹ cũng phải tầm khoảng đôi ký. Cảm ơn cụ Trúc đã mua 1 nùi đồ. Ok, cảm ơn Trúc rất là nhiều. Thank you. Vì lần nào qua cũng có quà cho Mr. Vịt và quà nào cũng xứng đáng để cho Mr. Vịt tăng cân các bạn ạ. Sơn ơi, kẹo ngô của em. Thôi kẹo ngô này cho anh Sơn nhá. Ok, còn anh không dám ăn đâu, anh sợ mập. Và thêm cái này nữa các bạn. Đây là tổng vị chi là cụ Trúc đã vượt bao nhiêu cây số để sang đây tặng em. Dạ 16 cây. 16 cây, đi 16 cây để tặng trái dưa hấu mà 1 đồng bánh kẹo. Rồi xong hết rồi đấy.
Thế rồi các bạn, hành trình của cụ Trúc sang tìm Mr. Beat nó chỉ thế thôi các bạn. Mình không biết là bây giờ mình sẽ nên vui hay buồn các bạn ạ. Bởi vì thực ra là mình vui là vui vì được có người sang chơi và tặng quà. Nhưng mình buồn là bởi vì lần nào cụ Trúc đi cụ Trúc cũng phải mất mười mấy cây mọi người. Mất mười mấy cây lận sau cụ sang cụ làm mê. Tôi có 3 camera men các bạn nhìn này. Tôi có 3 camera men tất cả. Trúc ơi, anh hỏi là Trúc quay để làm gì? Trúc có giờ gọi là Trúc bảo là Trúc quay để làm kỷ niệm nhưng mà kiểu gì thì kiểu mai mốt mình đang ngồi mình cũng thấy mình bị bê lên cắp cắt giật giật thay ảnh của Trúc. Hứa bạn luôn. Hai là Trúc Như, hai bà này đã định làm cắp cắt giật giật thay ảnh chắc chắn luôn các bạn. Đừng có chuyện đi quay để làm kỷ niệm làm gì có. Hai bà chém gió chứ làm gì có chuyện kỷ niệm kỷ nung gì ở đây. Mấy bà quay để mấy bà giật giật thì có. Thôi được rồi. Vâng, bây giờ thì mình sẽ đến với hành trình. Mình đến với hành trình. Hai cái cây này không sao, anh báo Sơn thôi. Sơn lại phải đi hút bụi, Sơn khổ lắm. Hai cây này mình sẽ để ở đây. Ở đây mình có 3 cây tất cả các bạn. Một cái cây này là cái cây mà mình mua ở bên nhà cũ này. Cái cây này là cái cây héo mà mình nhặt được bên nhà kho. Hai cây này hai cây của cụ Trúc. Đây để quay cái chữ ra là Trúc tặng vịt. Ok. Đó, hai cây sên đá của cụ Trúc. À, vậy thì hiện tại tôi đã có 4 cái cây. Hy vọng nếu sau này tôi nhiều cây thì tôi sẽ mua một cái giá ở đây để tôi để ở trên này. Ok, rồi. Còn mấy cái đồ ăn vặt này của Trúc thì tôi sẽ để trong tủ lạnh. Trái dưa hấu này thì tôi sẽ để tủ lạnh, dưa hấu thì tôi thì sẽ là của tôi. Hai cái này cũng là của tôi. Cái này cũng là của tôi. Cái này thì anh em mình chia đôi, còn còn lại là của Sơn hết. Tôi sẽ ăn ké thôi, bởi vì là tôi không thể ăn mấy cái đồ ngọt, nó sẽ bị mập. Nhá cụ Trúc nhá. Không lại bảo nhận quà xong rồi đem cho người khác. Chết tôi. Ok, nói rõ lý do rồi nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ cất vào tủ lạnh. À quên, giải thích cho các bạn biết tại sao là mình hay gọi fan là cụ. Bởi vì là mấy đứa nó cũng có vừa đâu các bạn. Toàn gọi mình là cụ vịt thì mình gọi nó là cụ fan thôi. Sao mà đó được. Rồi tối ngày nó cụ vịt ơi, cụ vịt đang làm gì đấy. Sáng nay thì Sơn rất là chăm chỉ các bạn ạ. Sáng nay em Sơn Tuyên Quang ở cùng anh Mr. Vịt đẹp trai thì Sơn đã đi mua khoai lang. Bây giờ tôi còn nên hấp khoai cho hai cụ ăn. Ok, thôi rồi, tôi sẽ do là hai bạn mấy bạn fan đến nhà tôi không mua quà gì thì tôi sẽ hấp khoai cho cụ ăn. Do mình ở một mình các bạn ạ nên là mình thường xuyên dùng cái bồn rửa mặt này để rửa hoa quả, trái cây và các thứ khác. Đó, bây giờ mình mới sáng nay thì Sơn mới mua khoai xong thì bây giờ mình sẽ vệ sinh thật sạch cho nó hết bùn đất các thứ để cho nó sạch củ khoai đi và sau đó thì mình sẽ bỏ vô cái nồi hấp để hấp khoai cho hai bạn ấy ăn nhé. Mình cũng không biết là mình đang làm gì nữa bạn, làm gì có ai đến nhà chơi xong đi hấp khoai cho. Nhưng mà mình trong tủ lạnh của mình không còn gì để ăn cả. Nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ hấp khoai để cho các bạn ý ăn. Ok, lấy nước đầy vào trong cái này. Đây là cái chỗ gọi là khu vực chế biến đồ ăn của mình hàng ngày các bạn. Do mình ở một mình nên là mình không có bếp. Mình không có bếp gì nhiều nên là mình sẽ thường chỉ nấu ăn ở trong cái phạm vi nó bé bé này thôi. Bởi vì mình ăn có một mình với cả đồ ăn của mình chủ yếu là mình toàn ăn uống ở bên ngoài ấy, với cả mình mua đồ ăn về, mình đặt đồ ăn mình ăn ấy. Nên là ít khi mình nấu ăn ở nhà lắm. Thì chủ yếu nếu mà mình nấu thì mình sẽ làm những cái như kiểu là đồ luộc hoặc là đồ hấp. Cái đơn giản thôi để mình ăn một mình thôi. Cùng lắm là chỉ có mình với cả cameraman ăn thôi. Hai người làm việc với nhau thì ăn thôi chứ cũng không có nhiều người ăn. Nên là nó rất là đơn giản và nó gần như là tối giản luôn các bạn. Chứ không phải đơn giản nữa. Nó là tối giản. Cuộc sống của một cái người đang ở một mình thì nó chỉ thế thôi các bạn. Ok. Rất là đơn giản, rất là basic nhất có thể thì thôi. Rồi sau đó thì chúng ta chỉ việc đặt nó lên trên như thế này. Rồi sau đó mình sẽ đặt một cái lồng lên như thế này. Rồi ok, đó, nó sẽ như thế này bạn. Sau khi đặt lên xong thì tất cả những gì mà mình cần phải làm tiếp theo đấy là mình sẽ cắm cái dây này của mình nó vô đây nè. Cái máy này của mình rất là dễ dùng. Rồi mình chỉ cần vặn nó thôi. Và trong vòng 30 phút nữa là mình sẽ có khoai hấp siêu ngon. Mình rất hay ăn khoai vì ăn khoai nó lâu với cả nó cũng đỡ bị lo về vấn đề là bị mập các bạn. Đây là nước dừa cụ Trúc tặng. Bà lỡ chụp hình, bà chụp thẳng mặt tôi, bà giơ lên bà còn lỡ chụp nữa, tôi mệt bà quá. Bà cứ làm sao mà về mặt tôi xấu, tôi combat với bà liền. Đây là đồ ăn vỗ béo của cụ Trúc. Mình sẽ ăn một ít nha các bạn. Rất ngon. Đưa cho hai cụ. Mic. Anh vào kia anh làm việc. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Ủa mấy con vịt nhỏ đâu rồi? Mấy con vịt nhỏ đâu vậy? Vịt nhỏ. Dạ. Thấy con vịt nhỏ anh để ở trong tí nữa và tí nữa vào bên trong để em bán hút cái đấy nhá. Anh hút cái bụi ở bên trong lại không nó dơ lắm, lại nó vừa bị vật. Em hút sạch. Cái này nữa. Gì? Ừ, cái này nó đang đi bơi nè. Ê bị phơi cái gì? Ê nhớ cái này giống cho mày nghe, tôi là phù thủy. Chứ gì nữa? Ai đâu ra ai tặng mấy câu này cưng vậy? Chắc chưa mình tìm về. Mày cứ mình xí xí cái mặt hoài vậy. Thế cam lạ vậy? Ồ, thiệt ạ. Chị chào phối anh.
Ôi lạ thiệt. Anh đúng rồi. Anh kìa, một con người chăm chỉ. Rồi đây, giới thiệu với cả các cụ. Đây, bật cái đèn lên cho sáng. Giới thiệu với cả Trúc với cả Như, đây là phòng làm việc của Mr. Beat. Siêu đẹp trai. Thì ở trong phòng làm việc này của mình thì nhìn nó sẽ rất là thú vị nha các bạn. Chúng ta có thể kéo một phát nó như thế này và chỗ căn phòng này nó sẽ sáng trưng. Đây chính là làm phòng làm việc của tôi. Hai cụ có thắc mắc gì có thể hỏi ạ? Các cụ có gì tò mò nữa không ạ? Dạ, tò mò hỏi đi. Con dịch. Hả? Còn mấy con vịt nhỏ nè. Mấy con vịt nhỏ? Ở trên này. Nhỏ xíu nữa hả? Cái con bằng tượng lắm. Bằng tượng con nào? Nhỏ mini hả? Dạ. Con nhỏ mini thì nó sẽ ở trong cái thùng đồ trong này. Con này, những cái con nào mà không thể ngồi được, như những cái đồ mà thỉnh thoảng tớ mặc quay clip tớ để trong này. Con này. Trời ơi, cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Có lời phải tìm cái tớ. À đây rồi, có một cái này. Anh đang để trong này. Đây hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Không, không, căn bản nó nhiều chỗ quá nhưng mà anh sẽ cất ở trong một cái hộp nào đấy thôi. Cái này của Trúc Như à? Dạ, của Trúc á. À, của Trúc à? À ừ đúng rồi, cái này của Trúc, anh tưởng của Trúc Như hết rồi. Khi nào mình tìm được chỗ trang trí phù hợp thì mình sẽ để lên, ví dụ như kiểu mấy cái cây kia chẳng hạn. Bên mình có thể để lên trên mấy cái cây đó. Còn lại thì mình sẽ cất nó vào trong cái tủ này của mình. Tủ đồ kho báu của mình. Hết rồi đó, hành trình sang thăm, sang quậy Mr. Beat hết rồi đó bạn. Hết rồi. Nó chỉ có nhiêu đó thôi mà cụ ấy nhắn hết từ ngày này qua ngày khác. Ở dưới Shop Hero nãy chơi ở dưới shop đi vòng vòng chưa? Em chạy từ chỗ em qua bên này hết bao lâu? Em đi 16 cây, 18 cây. Em ở tận đâu mà tận 18 cây? 7. Không phải xoay qua xa lắm à? Xoay mà không bằng thì xoay qua Bình Tâm thôi. Nhanh qua Bình Tâm mọi cây. 21, 20 này là 18, là bớt được 3 cây, gần hơn quý. Nhưng mà cái xong này nó đẹp hơn, nó sạch hơn, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thấy xịn hơn không? Xịn. Ngồi 30 phút nữa đợi khoai chín nữa ăn khoai vậy. Mình bạn có điện thoại ấy, chụp. Mình bạn biết chụp. Bạn chụp mình nãy giờ rồi, một con báo này.